5 năm trước, khi tham dự ASEAN 18 tại Indonesia, điền kinh Việt Nam đã ghi dấu ấn đặc biệt với tấm HCV lịch sử của Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ. Tại sự kiện này, Bùi Thị Thu Thảo thực hiện thành công lần nhảy đầu tiên với mức kỷ lục 6,55m, làm cho các đối thủ không có cơ hội cạnh tranh. Sau 6 lần nhảy, không vận động viên nào vượt qua được thành tích của Thu Thảo, giúp cô mang về tấm HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở ASEAN. Tuy nhiên, cũng tại ASEAN 18, sự kiện 400m rào nữ đã diễn ra với sự cố khi vận động viên Kemi Adekoya, Bahrain, về đích đầu tiên nhưng sau đó dương tính với chất cấm và bị tước HCV. Quách Thị Lan của Việt Nam về nhì trong cuộc thi này đã hy vọng sẽ được trao tấm HCV, nhưng cho đến nay, Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam vẫn chưa nhận được tấm HCV này. Hiện tại, tuyển thủ Điền Kinh Quách Thị Lan đang phải thụ án phạt cấm thi đấu sau khi dương tính với chất cấm tại SEA Games 31 năm 2022 và do đó, cô đã không có cơ hội tham gia ASEAN 19. Trong khi đó, đương kim vô địch nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo vẫn tham dự ASEAN 19. Nhưng ở tuổi 31 và sau nhiều thời gian chiến đấu với chấn thương, cô không đạt được phong độ tốt nhất.